Thưa quý vị, được biết chương trình Xcadre hợp tác giữa tổ chức giáo dục trực tuyến Phoenix và các doanh nghiệp đối tác góp phần mở ra nhiều việc làm hấp dẫn để học viên có thể đi thực tập, học việc hoặc đi làm ngay nếu đáp ứng được về mặt kiến thức, kỹ năng. Song song, doanh nghiệp cũng tham gia chặt chẽ trong quá trình đào tạo, giúp chương trình Phoenix đảm bảo chất lượng kiến thức cũng như mang tính thực tiễn cao. Để biết thêm về chương trình Xcadre có gì hay, chúng ta hãy nghe vài lời chia sẻ của founder Phoenix Nguyễn Thành Nam trong đoạn băng trao đổi sau đây. Career là cái hoạt động này để đào tạo, thực ra gọi là đào tạo hướng nghiệp cho sinh viên của Phoenix. Thực ra này nó diễn ra thường xuyên. Mục tiêu là hướng dẫn các bạn có thể tìm được công việc mà phù hợp với cái năng lực của mình và cũng đúng cái nguyện vọng. Cái này nó rất quan trọng. Một xưa đến nay chúng ta hay nói là đi xin việc thì chúng tôi cho rằng là phải đi tìm việc. Đây là không phải quan hệ xin cho, là quan hệ hai bên tìm nhau. Bên ứng viên cũng phải tích cực và bên tuyển dụng cũng tích cực để tìm đến nhau, và Phoenix sẽ đóng vai trò như người là cầu nối, bà mối giữa hai người đó. Thì đến là ý nghĩa của chương trình Xcareer là như vậy. Cái chương trình diễn ra xuyên suốt thì ông nhận định các học viên hưởng ứng ra sao? Tôi có thể nói thế này, vì đa phần các bạn ấy là khá bị động trong cái việc mà đi tìm hiểu cái thị trường lao động. Lần đầu tiên khi chúng tôi đưa ra cái phương án, đưa ra cái lời giải là đầu tiên trước khi muốn đi tìm việc thì phải tìm hiểu xem cái thị trường lao động này đã. Ví dụ như là muốn trong ngành công nghệ thông tin thì tôi làm câu hỏi là trong ngành công nghệ thông tin có bao nhiêu công ty, thì đa phần các bạn cũng chỉ kể được 1, 2, 3 công ty là quá. Trong khi đó trên thị trường công nghệ thông tin theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông đã có 15.000 công ty riêng về làm phần mềm. Thì lúc đó các bạn mới ngạc nhiên, ui tại sao có nhiều như vậy. Như vậy là cơ hội rất là nhiều, đa phần là ngạc nhiên và thấy là có ích. Cái mục tiêu của chúng tôi thì là làm thế sao sau mỗi lần tham dự cái chương trình nó sẽ có nhiều buổi và được thiết kế liên tục để cho đến khi nào các bạn vào được cái tìm được cái việc mà mình phù hợp với năng lực cũng như yêu thích của mình, thì đâm ra nó có nhiều buổi thì các bạn ấy, tôi tin rằng là các bạn ấy sẽ hứng thú dần lên. Theo đó thì ông thấy sao về khả năng các học viên khi muốn ứng tuyển, ưu khuyết của các bạn như thế nào ạ? Thì 100% các học viên đi học Phoenix thì có một phần là muốn nâng cao cái năng lực làm việc của mình, thì trong đó có một việc đi tìm một việc mới hoặc là trong cái việc cũ để làm sao để năng suất lao động của mình nó tăng lên. Trong cả hai mục tiêu đấy, đặc biệt là trong mục tiêu đi tìm những cái bến đỗ mới, thì tôi nghĩ rằng cái thái độ giờ rất quan trọng, chứ không phải chỉ là vấn đề kỹ năng là giỏi hay không giỏi, mà thái độ của bạn trong việc và phương pháp luận để đi tìm được cái việc mới. Thì thực ra trong các cơ sở giáo dục đào tạo của Việt Nam này, cái việc này chưa được chú trọng. Mặc dù nói thì rất nhiều, ai cũng nói là đào tạo hướng nghiệp, nhưng mà thực ra nó chỉ là cái việc là các công ty đến đừng nói đánh trống rong cờ mở được một buổi xong lại bỏ đi, sinh viên vẫn ngơ ngác, nói chung vẫn chưa hiểu công ty nào làm gì cả. Thì chúng tôi thiết kế một cái chương trình nó gồm 5 giai đoạn, hay bắt chước nó hay nói đùa giống hệt như là kiểu nhà trai nhà gái gặp nhau ấy. Thì đầu tiên nó phải tìm hiểu nhau đã, rồi dạng ngõ, rồi ăn hỏi, rồi phải tìm hiểu nhau, thì rồi dần dần thì lúc đấy cả một cái quá trình đó đến khi mà hai bên làm việc với nhau thì tôi tin rằng cái sự sẽ bền vững hơn rất là nhiều. Về phía các doanh nghiệp, theo ông nhận thấy có hài lòng về các học viên tham gia, họ có ý kiến gì về khả năng thích ứng của các công việc của học viên khi tham gia chương trình ? Doanh nghiệp tất nhiên họ rất ủng hộ, vì họ cũng rất là ngại về sinh viên cứ đến xong lại thất vọng, rồi lại tức là nó phải tìm hiểu quá trình kiểu hai bên. Thì tôi quá trình hai bên đều tìm hiểu nhau, doanh nghiệp trong trường hợp này sẽ biết được rất sớm những sinh viên mà có nguyện vọng, mà doanh nghiệp thậm chí chưa ở Phoenix thì sinh viên mới khi được nào hết học được một môn thôi thì các bạn ấy đã phải đăng ký vào cái doanh nghiệp mà các bạn ấy muốn rồi. Thì như vậy doanh nghiệp tôi biết được rất sớm cái cậu sinh viên của mình là nhân viên tương lai của mình, và ngược lại sinh viên cũng biết được cái doanh nghiệp nhà tuyển dụng tương lai của mình. Tôi nghĩ rằng nếu mà cái quá trình biết sớm đấy thì nó sẽ giúp hai bên tìm hiểu nhau tốt hơn, và đến lúc khi làm việc với nhau nó sẽ tích cực hơn, nó sẽ có năng suất lao động cao hơn. Cụ thể chương trình Career là như thế nào nữa ông? Chương trình chia làm 5 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn tìm hiểu thị trường lao động. Giai đoạn thứ hai là tiếp xúc. Là sau khi tìm hiểu về các công ty, rồi các những công ty nào có thể tuyển dụng thì các sinh viên được tiếp xúc với cái công ty đó, tiếp xúc thông qua những con người cụ thể trong Phoenix là các mentor. Sau khi tiếp xúc xong thì sinh viên có thể được đến tận nơi để gọi là trải nghiệm thực sự cái môi trường làm việc đó. Sau đó thì sinh viên có thể điều chỉnh, thế là họ có thể như vậy nó không phù hợp với mình, họ có thể lựa chọn một cái môi trường khác. Và cuối cùng sau đó thì bạn ấy phải đi thực tập, tức là bạn lúc đấy bạn thực sự phải làm việc ở đó thật, thì lúc đó thì bạn mới quyết định được rằng là bạn có vào đấy hay không. Tôi nghĩ rằng là khi mà các bạn đã quyết định vào công ty nào đó thì bạn có đất tin rồi, không đơn giản là một chỗ làm việc mà các bạn đã hiểu rõ. Thật ra nó có rất nhiều cái hoạt động, đây nó không phải là một sự kiện mà đây nó là một tên tạm gọi như là một cái bằng cấp, chứng chỉ, cái đấy gọi là chứng chỉ đi tìm việc. Một lần nữa cảm ơn thông tin của ông dành cho chương trình của Đài VOH. Cảm ơn bạn.